tiệc gì vậy? Tiệc nướng mà sao này xuất hiện như cái này là ăn dầm bụng. À, nhà trẻ xuất hiện nữa rồi. Bò 80 kiếp rồi chưa xong. Đây quý vị, đói mì. Đói mì. Đây, đói mì. Dân đói mì. Mua hết cái chỗ người ta luôn. Đây. Mua hết mì đâu mà còn đói rồi. Tiếp tục là mì. Cái gì vậy? Mình đi qua đây ngủ mà cái thải đi. Nhiên quá. Cái gì ghê vậy? Người kỳ cục. Vẫn là mì nè mọi người. Bữa tiệc BBQ thôi. Coi nè, quá sức đỏ luôn. Không có liên quan gì đúng không các bạn? Nói rồi, ta nói ba cô gái xuất hiện nữa. Rồi bột khá không hiểu luôn á. Tiệc BBQ nha. Hôm qua nó đang làm đạo diễn cái chương trình đó. Trời ơi, còn có sự giả tạo nhẹ. Ăn khó chờ ăn vậy Vy. À, nhìn vô quay Vy đây nè. Trời ơi. Trời ơi, bạn tôi đổ trời ơi. Wow, đang thiệt luôn. Bạn thơm lắm. Thôi. Thôi. Thôi đãi hết ra đường luôn. À, đãi hết luôn. Nhưng mà đem cái rượu ly ra cho.
các bạn. Em sáng nữa thì mình cũng ngồi giống vậy. Rồi. Rồi. Tại sao vậy? Đội quần quá. Rồi. Bay năm chơi như vậy. Ủa để có hai chị. Cái đi đóng cửa mà mang ngờ kì. Giờ chúng mình là chúc cho mình xong ăn vừa vừa rồi để mấy cái đoạn nào. Thấy không lành mạnh rồi tao. Mùi không lành mạnh tí nào. Cô sao biết giống vậy? Đi mình chúc chị tốt lành đi em rồi nè. Chúc chị tốt lành được rồi, vui vui rồi. Chúc lại rồi, chúc lại cái này không chúc lại mà chúc lại. Trái nữa, chúc khỏe không vậy nè. Cũng bò đúng không? Trời ơi, tiếng hứng hả? Cũng bò đúng không? Ôi, chúc chị tốt lành quá. Ờ cầm đi ra ngoài kia chơi giùm đi. Chơi kỳ cục. Nhìn nhau hỏi không à ngủ. Chúc mọi người sức khỏe. Rồi. Chúc các bạn là chúc mình sớm có sớm có tình vui. Trời má. Oh my god,